Xong Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em vừa dọn xong một cái chiếc máy rửa bát Panasonic nó PTR1 lên sóng phục vụ cả nhà. Ở đây là một cái con TR1 em để mã số 5, máy đã test dọn ok, làm đẹp long lanh, mọi chức năng TR1 các bác nhé. Đấy, công nghệ eco đầy đủ các chức năng. Về hình thức thì đã làm rất là đẹp rồi. Con này được cái bên hông này các bác này nhìn như mới luôn. Không một, gần như không có móp méo gì cả mà sơn nguyên nhé, cả hai bên luôn. Đây là một, đây, các bạn nhìn này. Đây. Gọi là xuất sắc luôn, một con máy mà đời TR1 đấy. Nhưng mà đấy, nó có cái may mắn là khi vận chuyển về đến mình nó không bị móp. Phải nói là cực kỳ hiếm luôn ạ. Hiếm có con nào được như này, TR1 này. Sản xuất 2010, cùng đời với TR3 đấy. Coi như này, cái lưng này đẹp tuyệt vời luôn, quá đẹp. Bên trong các thứ thì cũng giống các model khác thôi, đây là một và các thứ thì giống nhau. Yeah. Giá rất là mới này. Con này bên Nhật chắc cũng rất ít dùng thôi. Gần chỉ mọi thứ yên tâm coi nhé, bảo hành 1 năm tất cả mọi chức năng hoạt động. Yeah. Sạch sẽ, ba tay full. Cái chiếc này em bán giá là 4,1 triệu này, cho một cái chiếc máy rất là đẹp, bảo hành 1 năm, giá chưa biến áp, chưa phí vận chuyển, rẻ đúng bằng nav vòm BM2 ngày xưa. Tội gì ạ, một con Panasonic mẫu mã đẹp hiện đại để vào nhà rất là sang trọng, giá có 4,1 triệu thôi. Các bác nào chốt thì các bác liên hệ nhé, lưng cực đẹp luôn. Chào các bác nhé.